Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình luyện chữ đẹp online của Trung tâm Luyện chữ đẹp Ánh Dương. Bài hôm nay chúng ta sẽ đi luyện tập các chữ hoa nhóm 1. Chúng ta luyện tập nhóm chữ hoa A, N, M, bao gồm 5 chữ A, A, Ớ, N, M. Về cấu tạo của bảng chữ hoa chúng ta đã nắm chung rồi. Tuy nhiên ở cái phần nhóm này chúng ta sẽ phân tích riêng từng chữ. Chữ A với chiều cao 2,5 ô bằng với chiều cao của tất cả các chữ khác. Chiều rộng tính từ nét cong bên trái sang đến nét sổ bên phải là 2 ô. Phần nét móc, so với các chữ thường thì nét móc của các chữ hoa rộng hơn. Chữ thường là cao 1/2, rộng 1/2. Với chữ hoa là cao 1/2 nhưng rộng 3/4. Rộng hơn các chữ thường 1/4. Đấy là các nét móc của chữ A, chữ M và các chữ nào của nét móc. Phương pháp mà viết luyện các chữ hoa này thì cũng giống như các chữ thường, chữ số. Chúng ta sẽ dùng phương pháp chấm điểm. Ở đây thì với chữ hoa thì các cái nét nó phức tạp hơn, bao gồm nhiều điểm uốn và lượn, nên chúng ta sẽ tăng cường các số điểm. Nhưng lưu ý khi chấm điểm với các chữ hoa, nó nhiều điểm hơn, tuy nhiên chúng ta cũng chọn những cái tọa độ xác định dễ dàng. Có một cái nguyên tắc thông thường ở đây chúng ta áp dụng, đó là nguyên tắc phần tư, có nghĩa là các điểm nó sẽ chính xác đến 1/4. Chúng ta sẽ chọn các điểm, thứ nhất là ở góc này, ở giữa, hoặc là điểm phần tư. Phần tư tức là giữa, chúng ta lại chia đôi tiếp đấy. Nó rất dễ dàng và chúng ta không nên chọn các điểm khác, nó phức tạp và chúng ta khó xác định. Chúng ta sẽ bắt đầu với chữ A. Điểm bắt đầu của chữ A trên đường kẻ ngang, giữa hai đường kẻ dọc, cong sang trái, tiếp xúc vào giữa, xuống dưới, tiếp xúc vào giữa, cắt qua đường kẻ dọc thứ nhất ở điểm 1/4, qua đường kẻ ngang ở điểm 1/4, đường kẻ ngang trên ở giữa, tiếp tục đường kẻ dọc bên phải ở giữa. Như vậy phía dưới này sẽ là 3/4 đường tròn. Chuyển qua nét xiên và hơi lượn đến phía trên là 1/4 đường tròn. Sau đó chúng ta sẽ kéo trùng với đường kẻ dọc nét sổ thẳng và móc ngược. Đấy, đến khoảng gần sát đường kẻ đậm chúng ta sẽ viết nét móc. Khoảng 1/4. Chúng ta quan sát nét cong 3/4 đường tròn. Ở phần này chúng ta nhẹ tay hơi tì một chút thôi, không tì mạnh. Đưa xiên lên thì nhẹ hết mức có thể. Cong tròn 1/4. Khi kéo thẳng nét sổ chúng ta sẽ tì mạnh tay. Đấy, xuống dưới lại nhẹ tay tạo nét móc ngược. Chúng ta hoàn thành hai nét của chữ A. Nét thứ ba là nét ngang, thì lại xác định một cái điểm trên đường kẻ dọc 1/4 ngay sát đường kẻ ngang. Chúng ta viết nét lượn qua đó. Rồi, hoàn thành chữ A. Khi luyện chữ A, chúng ta lưu ý tránh một số lỗi mắc phải. Lỗi phổ biến là chúng ta quen một cái quy trình từ trên xuống dưới ở nét thứ nhất. Do vậy chúng ta biến nó thành nét đậm. Giả sử như thế này. Rồi chúng ta viết nét này. Như vậy chữ A trở thành hai nét đậm, không đúng theo mẫu. Lỗi thứ hai cũng thường mắc, đó là chúng ta cong tròn thì nét cong tròn đầu tiên đấy chúng ta cũng tì quá mạnh, tạo thành nét đậm. Nó chỉ hơi đậm một chút thôi, chúng ta làm đậm quá. Nét xiên đi lên nhọn rồi kéo thẳng xuống. Đấy, đầu nhọn. Chúng ta gọi cái lỗi này là kiểu kim tự tháp, đầu nhọn.
Ở đây là cong 1 phần 4 đường tròn nhé, nét cong ở bên trái còn nét sổ thẳng bên phải. Nó tạo thành cái đỉnh hơi tù, không nhọn như này. Ngược lại thì lại một số bạn lại viết lại tròn quá, giống như đỉnh đồi ấy. Như thế này. Đấy, tròn như này đấy. Rồi. Cái chỗ này tròn này không được. Hoặc lại có nhiều lỗi lắm, cả lỗi là chúng ta viết nét thứ nhất cong. Rồi, cong thì đúng quá rồi. Nét thứ hai chúng ta cũng lại cong tiếp. Đấy. Rồi, tạo thành chuối, hình như là chuối. Đấy, chúng ta tránh các lỗi như trên. 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Như vậy chúng ta sẽ viết được chữ A. Theo mẫu thì 3 phần 4 phía dưới đường cong là đường tròn. Xiên và hơi lượn lên. 1 phần 4 bên trên là cong 1 phần 4 đường tròn. Kéo sổ thẳng.